Người dân thành phố Hồ Chí Minh đi chùa ngày rằm tháng Giêng, cầu năm mới bình an may mắn. Sáng nay ngày 24 tháng 2, tức rằm tháng Giêng, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lễ chùa thắp nhang, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng ngày 24 tháng 2 nhiều người đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, Việt Nam Quốc Tự, quận 10 để thắp nhang, cầu nguyện. Ai nấy đều đến chùa với tâm thế trang nghiêm, thành kính cầu mong gia đình được bình an, gặp nhiều may mắn. Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm đọc kinh, cầu bình an trong ngày rằm tháng Giêng. Không khí ở chùa trang nghiêm trong ngày rằm tháng Giêng. Bà Đoàn Kim Trinh, 66 tuổi, ở quận Bình Tân, cho biết sáng nay sau khi đưa cháu đi học đã đến Việt Nam Quốc Tự để vừa tham quan vừa thắp nhang. Dù nhà ở xa nhưng bà không ngại đi xe ôm hơn 30 phút để đến đây. Hồi xưa nhà tôi ở quận 10 đã biết Việt Nam Quốc Tự từ lâu lắm rồi nhưng từ khi trùng tu đến nay chưa có cơ hội vào tham quan. Tôi quyết tâm hôm nay phải đi bằng được. Trước đó tôi đã rủ một người em đi cùng nhưng bà ấy không sắp xếp công việc được nên đành đi một mình. Sau khi thắp nhang, tôi đi chụp hình để về khoe với mọi người, bà Trinh nói. Bà Trinh đến Việt Nam Quốc Tự trong sáng nay. Bà Trinh cũng xin lọc bằng một bó sen hồng tươi sau khi thắp nhang. Bà hy vọng có nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới. Cuối năm vừa rồi sức khỏe của bà không được ổn định. So với hồi xưa giờ Việt Nam Quốc Tự thay đổi rất nhiều. Cảnh quan rất đẹp. Tôi vào đến tận bên trong chánh địa rất trang nghiêm, lòng thành kính Phật trỗi dậy, bà Trinh bày tỏ. Bà Hà, 47 tuổi, chia sẻ, sáng nay là ngày rằm tháng Giêng, là Tết Nguyên Tiêu nên bà tranh thủ đi thắp nhang. Sau khi cầu nguyện, bà đến khu vực xin chữ với hy vọng tùy duyên được tặng chữ phù hợp với bản thân. Bà Hà hy vọng một năm bình an. Clip người dân đi chùa thắp nhang vào ngày rằm tháng Giêng. Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm khá đông. Sáng nay tiết trời hôm nay nóng nên mọi người tranh thủ đi sớm. Chàng trai thả phóng sinh trong ngày rằm tháng Giêng. Việt Nam Quốc Tự cũng đông người đến thắp nhang. Người đàn ông làm nghề shipper đi thắp nhang vào ngày rằm tháng Giêng.